Bộ ba thuốc thảo dược trị đau nửa đầu Milomin thuộc khoa thần kinh Miloner. Milona TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chào mọi người, tôi tên là Quý, năm nay tôi 21 tuổi. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Nam Định. Cách đây 3 tháng thì tôi có đau đầu. Tôi ra tiệm thuốc Tây mua thuốc uống nhưng không thấy giảm bớt. Cơn đau kéo dài liên tục và nhói lên một bên đầu làm tôi rất là khó chịu. Chúng thường bắt đầu từ bên trái, đau từ bên trái và lan ra sau gáy và làm tôi nhức đầu và chóng mặt. Tôi có đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị đau nửa đầu, rồi bác sĩ kê đơn tôi uống nhưng mà không thấy thuyên giảm. Tình cờ tôi lên mạng thì có tìm hiểu thì biết được bộ ba thuốc thảo dược Pilomi của dược phẩm Pilora. Sau quá trình tìm hiểu về nguồn gốc và công dụng, tôi có gọi điện đến và được các chuyên gia tư vấn. Sau khi được tư vấn thì tôi có mua 2 liệu trình thuốc thảo dược về sử dụng. Sau liệu trình thứ nhất thì dùng thuốc Pilora, tôi có cảm thấy cơn đau giảm hẳn, không còn đau nhói như trước đây nữa và tần suất đau cũng giảm bớt nhiều đi. Sau 2 tháng dùng thuốc thì tôi có cảm thấy khỏi hẳn và không thấy nhức đầu, hoa mắt và chóng mặt như trước đây nữa. Nhờ có bộ ba thuốc thảo dược Pilomi này mà tôi chấm dứt được cơn đau đầu. Cảm ơn dược phẩm Pilora đã giúp tôi lấy được lại được sức khỏe của mình. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Pilora TV.